Sầu riêng đang vào cuối vụ, khan hiếm nên giá tăng cao. Nhiều ngày nay, thương lái lùng sục tìm kiếm khắp nơi, nhưng tại thủ phủ sầu riêng miền Tây là tỉnh Tiền Giang, nhà vườn cũng không còn sầu riêng để bán. Điệp khúc sầu riêng tăng giá do cung không đủ cầu là chuyện bình thường như bao loại nông sản hàng hóa khác. Tuy nhiên, tăng vọt ở mức cao ngất ngưỡng như hiện nay cho thấy loài trái đặc sản này đã được thị trường đặc biệt ưa chuộng. Hiện tại, các thương lái thu mua sầu riêng mỏng thon với giá từ 130.000 đến 135.000 đồng một ký, sầu riêng ri sáu từ 100 đến 120.000 đồng một ký. Giá sầu riêng tăng do nguồn cung hạn chế bởi hiện sầu riêng đã cuối mùa và vụ nghịch chưa vào thu hoạch rộ. Trong khi nhu cầu tiêu thụ ở mức cao vì được tiểu thương và doanh nghiệp thu mua để phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam hiện cũng được xuất khẩu mạnh sang các nước Mỹ, Canada, Pháp, Ý. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 7 năm 2023, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 1,07 tỷ đô la Mỹ. Trong số này có hơn 1 tỷ đô la Mỹ là sầu riêng tươi. Dự báo xuất khẩu sầu riêng năm 2023 có thể đạt kim ngạch 1,8 đến 2 tỷ đô la Mỹ. Với mức giá như hiện nay thì nhà vườn trung bình trồng khoảng 5 đến 6 công sầu riêng có thể đạt mức lợi nhuận cả tỷ đồng. Niềm vui của bà con càng lớn hơn khi từ nay đến cuối năm xuất khẩu sầu riêng tiếp tục thuận lợi bởi nhu cầu tiêu dùng cuối năm của Trung Quốc, thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất Việt Nam sẽ tăng cao. Hai năm nay giá sầu riêng tăng cao đã khiến cho bà con nông dân ồ ạt mở rộng diện tích. Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngày 1 tháng 11 vừa qua, một số đại biểu Quốc hội đã lên tiếng cảnh báo tình trạng phát triển ồ ạt của cây sầu riêng. Các bộ ngành liên quan cần tập trung. Theo các đại biểu, trong thời gian qua, cây sầu riêng có diện tích tăng nhanh nhất cả nước. Trong đó, Tây Nguyên nhanh chóng vươn lên dẫn đầu với diện tích sầu riêng gần 70.000 hecta. Tiếp đến là đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung. Riêng tỉnh Bình Phước hiện có khoảng 5.300 hecta sầu riêng. Các chuyên gia lo ngại tình trạng người dân tại một số tỉnh thành phía Nam đổ xô trồng sầu riêng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Theo phân tích đánh giá, mỗi năm diện tích cây trồng này tăng bình quân là 24,5%. Mức tăng trưởng cao nhất trong các loại cây trồng chủ lực. Các chuyên gia lo ngại tình trạng người dân ở một số tỉnh phía Nam đổ xô trồng cây sầu riêng có thể sẽ dẫn đến hậu quả phá vỡ quy hoạch, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi cung vượt quá cầu. Đừng để sầu riêng trở thành sầu chung,